Anh. Em vô nhà nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh sẽ vô nói chuyện với em sau. Dạ. Ủa, chẳng phải anh và cô ta? Anh và cổ đã định ly dị. Cổ lại dự báo cũng mang thai. Ủa là sao? Anh nói gì? Cô đang mang thai nên việc ly dị. Ý là anh với cô ta không có ly dị được hả? Alo, Dũng hả? Anh ơi, giúp em cái này với anh ơi. Cậu, vợ tôi sao rồi? À, tôi đi ngoài đường á, gặp vợ anh bị người ta đụng, cho nên tôi chở vợ anh vô bệnh viện rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, lúc tôi chở vô bệnh viện á thì chị ấy chỉ xây xát nhẹ thôi à, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cái tôi lo lắng á là chị ta... Có chuyện gì? Anh có sao không? Ủa, Yến, sao em lại ở đây? Ủa, Dũng gọi cho em. Em tưởng là anh bị... Bác sĩ, đây là chồng của bệnh nhân. Bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi bác sĩ? Không sao cả, chỉ là bị chấn thương phần mềm thôi. Mọi người đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ xuất viện trong ngày và nghỉ ngơi tại nhà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vô thăm cô ấy không ạ? Được chứ. Dạ bác sĩ. Dạ bác ơi, bác cho em hỏi bệnh nhân Thi hồi nãy á, đứa bé trong bụng của cổ có ảnh hưởng gì không bác? Đứa bé nào? Dạ đứa bé trong bụng của cổ bác. Lúc siêu âm tôi không thấy cô ấy có dấu hiệu có thai. Anh đọc sách nhiều nên nói dối cũng logic lắm đó. Em nói gì anh chưa hiểu? Anh chưa hiểu hay cố tình chưa hiểu? Anh nói dối tôi Thi có thai để hai người không ly hôn đúng không? Đúng. Tại sao? Tại vì tôi không đòi sinh con cho ảnh. Tôi cho anh ấy một cuộc sống tự do, không ràng buộc bởi con cái. Còn cô chẳng những muốn sở hữu anh ấy, sở hữu tài sản và thời gian của ảnh, mà còn có giả tâm độc ác muốn hại tôi. Cô đúng là người đầy thủ đoạn mà. Thì nói đúng. Tôi đã nhìn thấy sự tham vọng của em, và vô tình nó phạm vào những quy tắc của tôi. Thứ nhất, thời gian. Thứ hai là tiền bạc. Và thứ ba là con cái. Thực ra tôi đã có một đứa con lớn đang đi du học ở nước ngoài. Việc có thêm một đứa con nữa sẽ gây rắc rối về sau, về việc phân chia tài sản. Mà em thấy rồi đó, tôi già rồi, đâu có muốn từng tuổi này phải đứng trước tòa
để chia năm xẻ bảy tài sản của mình. Em hiểu chứ? Vậy còn tình cảm của mình trước giờ thì sao? Tôi chưa bao giờ lừa dối em cả, cũng chưa bao giờ coi thường về nghề nghiệp của em. Thật lòng, tôi luôn xem em là một người bạn, cùng xem một quyển sách để hiểu về nó. Muốn quên, muốn nhớ lúc nào cũng được. Cô chính là người đụng xe tôi. Cái đồng hồ đó tôi không có nhìn nhầm đâu. Tôi chỉ giả xỉu để chụp được tấm hình của cô đó. Tất cả mọi người nhìn nhầm rồi. Là tôi, tại tôi hết á. Không có nhìn nhầm gì hết, chính là cô ấy. Không, tại tôi đó. Tôi là người lên kế hoạch đụng cô. Tôi còn giả gái, tôi còn giả gái nữa. Yến không biết chuyện này đâu. Yến không có biết đâu. Do tôi, khi cô mang mắt tôi đi. Khi cô mang mắt tôi đi mà. Yến, em về đi Yến. Em về đi, em ở đây chị Yến. Em đi về đi mà Yến. Thôi mà, anh về đi. Sao anh cứ làm mọi thứ vì em vậy? Tại tôi. Tất cả là tại tôi nè.